Vào buổi sáng ngày hôm nay, những nhà chức trách báo cho biết về cái chuyện số người chết về cảm cúm hiện tại ngay bây giờ đang tăng lên cấp đôi, kể từ hồi tuần rồi tới bây giờ. Trong tuần này thôi thì có khoảng chừng 4.336 người đã vô trong nhà thương. Hiện tại ngay bây giờ có khoảng chừng 13.000 người đang bị nhiễm cảm cúm trong nhà thương trong mùa này. Theo những nhà chức trách báo cho biết, đó là tại vì không có nhiều người chích thuốc ngừa cảm cúm. Đó có lẽ là lý do tại sao mà số người vô trong nhà thương nhiều như vậy.

Hiện tại ngay giờ những trẻ em dưới 9 tuổi. Những người mà chích thuốc ngừa cảm cúm lần đầu tiên đó thì nên chích hai lần. Cách nhau khoảng chừng 4 tuần. Đây là ông Dr. John bảo cho biết chích thuốc ngừa mà bảo vệ cho mình không có bị nhiễm cảm cúm đó. Đó là không phải riêng bảo vệ cho bản thân mình không, bảo vệ cho cộng đồng, bảo vệ cho những người xung quanh nữa. Và làm như vậy giúp đỡ cho những cái nhà thương không quá tải người nằm giữa trong đó. Hiện tại ngay bây giờ trên Hoa Kỳ có ba cái virus đang đe dọa. Hiện tại ngay bây giờ đang có ba cái virus đang đe dọa. The flu, COVID and RSV. cảm cúm COVID do RSV. Many hospital pediatric units are filling up fast. Có nhiều nhà thương ở trên Hoa Kỳ đầy rất là nhanh. One minute, my son was bouncing off the walls. Một phút trước thì con tôi tỉnh queo well, nhảy tới nhảy lui. That a does. Đó là làm những gì mà đứa nhỏ 2 tuổi thường làm. Sau khi đó thì con tôi lại phải vô trong nhà thương. Và con tôi phải cần máy trợ thở. Đây là đứa nhỏ 2 tuổi tên Ethan. Nằm trong nhà thương 3 đêm. Theo người mẹ nói, đây là một cái trải nghiệm tôi rất là sợ, chưa bao giờ xảy ra. Theo bác sĩ nói, nếu bà y tình bị nặng thêm nữa đứa nhỏ này, nếu mà nặng thì sẽ phải chở tới nhà thương khác. Trong lúc này, có nhiều nhà thương của trẻ em, số người nhiễm bệnh vô trong đó sắp đầy rồi. We người mẹ nói, tôi đây rất là mừng, cảm ơn rất là nhiều hiện tại con tôi đã được sự giúp đỡ và khỏe trả lời